Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những thông tin đa chiều mới nhất và chính xác nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký để cùng đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Như chúng tôi đã đăng ở bản tin trước rằng, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 sẽ quay lại bãi tư chính. Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 đã quay lại bãi tư chính. Khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2019, ông Ryan Madison, trường cao đẳng hải chiến Hoa Kỳ đưa tin về Hải Dương 8 như sau. Sau khi dừng ở đáy chứa thập vài ngày, tàu khảo sát Hải Dương 8 có vẻ như đã sẵn sàng trở lại hoạt động khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong ngày 7 tháng 9, trang đại sứ ký Biển Đông viết rằng Chính thức không còn là ngoài dự đoán của chúng ta, nhóm khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đã bắt đầu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ ba trong vòng 3 tháng. Vào lúc 14 giờ 38 phút ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, tàu khảo sát Hải Dương Điện Chất 8 chỉ cách bờ biển của Việt Nam 199,8 hải lý, cách đảo Phú Quý khoảng 180 hải lý. Ông Phạm Nam Thắng viết trên Twitter rằng, sáng ngày 8 tháng 9, tàu khảo sát Hải Dương 8 đột nhiên đổi hướng và hướng thẳng đến khu vực bãi tư chính. Nó đang chạy với tốc độ chậm, có thể tiến hành một cuộc khảo sát mới. Trong khi đó, tàu hải giám Hai Trinh 37111 đang bám sát tàu khảo sát hải dương địa chất 8. Tàu Hai Trinh 35111 vẫn đang neo đậu ở đá chữ thập. Cùng lúc, một nhóm năm tàu Trung Quốc chưa rõ danh tính di chuyển đến gần chân đế giàn khoan sao vàng đại nguyệt. Trang đại sự ký Biển Đông trong bản tin nhanh cuối ngày vào ngày 7 tháng 9 một nhóm năm tàu của Trung Quốc đang di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ít nhất từ ngày 2 tháng 9 và hiện nay đang tiến về gần khu vực mỏ sao vàng Đại Nguyệt, nơi đang đặt trần đế giàn khoan công nghiệp trung tâm sao vàng và phía xa hơn gần lô 061 nơi giàn khoan hai kiêu năm đang hoạt động. Trang này cũng cho biết thêm thông tin về các tàu này hầu như là rất ít và rất khó kiểm chứng. Chúng ta cũng có thể chờ đợi một cuộc kiểm soát liệu rằng các tàu có thực sự gây hấn ở khu vực mà Việt Nam và các đối tác đang thực hiện hoạt động dầu khí hay không. Cũng trang đại sự ký Biển Đông cập nhật vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2019, nhóm 5 tàu trên đã đi xa khu vực bãi tư chính về phía nam. Số đồ đường đi của tàu cũng không cho thấy điều gì bất thường còn về nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 thì tình hình vẫn không có gì mới hơn. Khảo sát Hải Dương Địa chất 8 vẫn đang tiếp tục đàn áo trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một thông tin không lạ rằng Putin ủng hộ Trung Quốc. Báo Thanh niên đưa tin, ông Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông. Phát biểu trước báo giới tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9, Tổng thống Putin khẳng định rằng Chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, không công nhận quyết định của tòa đưa ra. Đây không phải là lập trường chính trị mà hoàn toàn về mặt pháp lý. Về niềm tin của các nhà lãnh đạo rằng Nga sẽ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông, vì dù gì thì cũng là cựu đồng chí. Một số ít người đã lên tiếng cảnh tình, hiện nay Trung Quốc không muốn làm mất lòng Nga, còn Nga thì càng không muốn mất lòng Trung Quốc một đồng minh hiện đang rất quan trọng trong tình hình áp lực từ các nước châu âu lên nga vào lúc hiện tại là rất nặng nề khi tổng thống mới của ukraine quyết không nhượng bộ nga hơn nữa nga cũng là kẻ cướp như trung quốc sau khi cướp đảo kreina nga tuyên bố sẽ không bao giờ trả lại vùng đất này cho ukraine nga còn ủng hộ ngầm tiếp tế nhiên liệu vũ khí nhân lực cho các thế lực phiến quân ở miền đông Ukraine. Bây giờ, nếu Nga không công nhận các phán quyết của quốc tế, thì chẳng khác gì tự bắn vào chân mình. Và với những thông tin sát đánh như vậy, nhà báo Huy Đức bình luận, hãy cảm ơn Putin, hy vọng ông đã làm cho không chỉ những nhà lãnh đạo mà cả hàng triệu người dân Việt Nam, vốn thần tượng ông, nhận ra ngưu mã. Tin tuy rằng không mới, nhưng chẳng bao giờ cũ. Nga là quốc gia được lợi nhiều nhất từ Biển Đông, và họ có và đang liên doanh với dầu khí ở bãi tư chính. Một số người bình luận, chưa chắc các tuyên viên thần tượng nước Nga đã chịu thức tình vì chính nước Nga đã cung cấp vũ khí cho các nhà lãnh đạo bắn trước vào đồng bào của mình. Chuyện nước Nga thể hiện tập trung ủng hộ Trung Quốc đã có từ những năm gần đây nhưng thái độ thần tượng nước Nga của các tuyên viên của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không thay đổi. Hãy thức tỉnh đi những con người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cũng như là hàng triệu công dân Việt Nam, rằng Nga trước giờ chẳng coi trọng Việt Nam mà chỉ ủng hộ Trung Quốc mà thôi. Và chúng tôi xin cung cấp thông tin chi tiết về trang báo mà thanh niên đã viết rằng ông Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông. Tổng thống Putin vào ngày 5 tháng 9 khẳng định rằng Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông, đồng thời phản đối các nước ngoài khu vực can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Phát biểu trước báo chí thành phố Hàng Châu, Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9, Tổng thống Putin đã nêu rõ lập trường của Nga đối với vấn đề Biển Đông. Mặc dù đề tài Biển Đông là một đề tài rất nóng suốt thời gian gần đây, nhưng một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo của Nga đã công khai tuyên bố về lập trường vấn đề vụ này trong vụ kiện Philippines và Trung Quốc. The New dẫn lời của Tổng thống Putin nói: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tôi cùng phát biểu phát triển mối quan hệ tin cậy và thân thiện. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng ông ấy chưa bao giờ đề nghị tôi đưa ra bình luận hay can thiệp gì vào vấn đề này, tức là vấn đề biển đông. Chúng tôi dĩ nhiên có quan điểm riêng về vấn đề biển đông. Đầu tiên là Nga không can thiệp và chúng tôi tin rằng bất cứ sự can thiệp nào của một cường quốc nào bên ngoài khu vực cũng không chỉ làm tác hại đến việc giải quyết vấn đề này. Tổng thống Nga nhấn mạnh: Theo quan điểm của tôi, sự can thiệp của bên thứ ba của các cường quốc bên ngoài khu vực sẽ đều làm thiếu tính xây dựng và gây hại liên quan đến phán quyết của tòa trọng tài thành lập mục lục thứ bảy của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS đối với vụ kiện biển đông giữa Philippines và Trung Quốc. Tổng thống Putin nhận định Nga đứng về phía Trung Quốc. Ông Putin nói, chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này. Không công nhận quyết định của tòa đưa ra, đây không phải là lập trường chính trị mà hoàn toàn là về mặt pháp lý. Tổng thống Nga lý giải, điều này dựa trên thực tế rằng Bất kỳ thủ tục tố tụng nào của tòa trọng tài cũng phải do các bên tranh chấp khởi xướng. Tòa trọng tài cần phải nghe những lập luận cũng như là lập trường của các bên tranh chấp, nhưng Trung Quốc đã không trình bày những điều đó tại The Hague và không ai nghe được lập trường của Bắc Kinh ở đó cả. Vậy làm sao bạn có thể công nhận quyết định của tòa trọng tài là công bằng?" ông nhấn mạnh, "Chúng tôi ủng hộ lập trường của Trung Quốc." Như đã phân tích, đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo của Nga công khai rõ các quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông. Trước nay, Nga đều khá im ắn, kể cả sau khi phán quyết của tòa tà trọng tài quốc tế ở Biển Đông đã được đưa ra. Phía Nga cũng rất tiết kiệm lời, chỉ một mực khẳng định rằng không để bị lôi kéo vào tranh chấp Biển Đông. Quay lại vụ kiện Biển Đông. Trên thực tế, chính Trung Quốc là bên từ chối tham gia vào vụ kiện và khước từ chính việc trình bày lập luận của mình ra tòa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định, việc không tham gia vụ kiện đó khiến cho Trung Quốc tự từ bỏ tước bỏ cơ hội của mình. Và chúng tôi cũng xin cung cấp đến cho quý vị và các bạn một số thông tin về các bình luận. Ông Putin nói, chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, không công nhận quyết định của tòa trọng tài đưa ra đây không phải là lập trường chính trị mà là hoàn toàn về mặt pháp lý tôi phản đối ông putin vì nếu ông ủng hộ trung quốc phản đối các quyết định của tòa trọng tài thì ông đang phản đối lại chính nước nga vì nước nga là thành viên của unclos hình như ông cố tình quên rằng trước khi đưa ra phán quyết của tòa đã mời các bên trình bày ý kiến của mình nhưng trung quốc không làm điều đó chứng tỏ trung quốc đã không cũng như là đã từ bỏ quyền lợi của mình về mặt pháp lý. Chúng tôi ủng hộ những hành động thiết thực để duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và phản đối tất cả các ý kiến cũng như là âm mưu hay những hành động giúp cho Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông. Nguyễn Đặng Sang bình luận: Nước Nga đang trong tình trạng bị phương Tây cô lập, Trung Quốc cũng vậy, vì vậy mối tình Nga-Trung cũng chỉ là sự ngượng ngạo bất đắc dĩ nhất thời mà thôi. Về lâu dài, khi tình hình ổn định hơn, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ấm dần lên thì mối tình hờ giữa Nga và Trung Quốc sẽ sớm vỡ mà thôi. Đã đến lúc Việt Nam phải đa dạng nguồn vũ khí, đừng mong chờ gì anh Nga này nữa. Đó là những thông tin chúng tôi cung cấp đến cho quý vị và các bạn trong bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Quý vị, những ai lần đầu xem chương trình của chúng tôi, xin hãy để lại ý kiến của quý vị phía dưới comment. Quý vị, nếu thấy chương trình của chúng tôi hay, đừng quên bấm nút like và chia sẻ cho nhiều người được biết hơn. Đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất từ phía chúng tôi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.